Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già xin chia sẻ chủ đề nói về Tết nay em về với Phật, em mới hết khổ Tiết Già chia sẻ cái bài em về với Phật này Để các bạn biết rõ cái lý do làm sao mà mình khổ Là mình hiểu được thì mình mới hết khổ Thì bây giờ là mình nói mình về với Phật nè thì ai cũng nghĩ rằng có lẽ là mình đến chùa đúng không các bạn cũng như bé tường lam đó đến chùa tức là em về với phật đa số là cũng như là mình đến chùa nè là mình cầu cứu phật chứ không ai chịu về với phật đó các bạn thấy không cũng như là mình lợi mình cầu khẩn nè à mình cúng vái mình lại xong rồi đó các bạn có người nào mà chịu ở trong đó dài đôi ba ngày à hay là một hai tháng đâu Đúng không? Khi nào có cái khóa tu á, thì coi như là mình mới vô đó mình à, à, tu tập thôi Còn bình thường mà đa số là đi chùa là coi như là bông qua trà quả đúng không các bạn? Thì bây giờ Tiết Già chia sẻ cái lý do nào để mình về với Phật được để mình hết khổ Trong cái năm mà 2024 sắp tới này Nó là Tết coi như là còn không bao nhiêu ngày nữa Thì cái gương của những người, những vị nè đã về với phật rồi tiết già chia sẻ và chỉ cho các bạn thấy nè hiện nay có những vị mà bỏ hết nhà cửa vợ con rồi không còn mà ham muốn gì nữa những vị này cũng như là đi ra đường mà khất thực để sống đó các bạn thấy chưa dần dần là có những vị như vậy rồi hoặc là những vị nào mà tu ẩn trên núi chỗ vắng thưa nhà hoặc là những uh, vị nào mà giống như là tu tại gia tu tại gia mà không còn vướng bận mà uh, vợ chồng con cái nữa nha các bạn cũng như là chuyên tu luôn vậy đó thì mới gọi là hạ giống như là về với phật được chứ còn nếu như mà mình uh, còn tu tại gia cũng như là mình uh, tín đồ hay là cư sĩ tại gia hay là phật tử thì đa số là mình còn chồng, còn con, còn vợ, còn gia đình đúng không? Rồi không có cách nào để về với Phật được, cái này là nó hơi khó. Tại vì mình còn vướng coi như là trong cái à, dòng mà hạ gia đình thì không có thể nào mà mình về với Phật được. À, Tiết già chia sẻ để các bạn thấy rõ ràng cái nào mà hạ nó khổ và cái nào nó có thể là không khổ để các bạn thoát ra mới được. Bây giờ nó khó quá đúng không? nó nếu như bạn nào mà có con hay là gia đình gì đó mà tất cả những gì mà cũng như là rời xa mình hết người ta có một cái sự tư riêng hen thì cũng như bạn đó dễ tu hơn còn nếu như mà bạn nào mà còn trong gia đình thì các bạn phải chịu khó chút xíu tết này á là các bạn cứ suy nghĩ đi chắc chắn sẽ có người khóc đó khóc ngay cái ngày Tết luôn năm nào cũng vậy hết luôn thì già chia sẻ với các bạn gì nè mình phải hiểu rõ rằng là mình đến với cái thế gian này á là con người khổ mình do đâu mình do cái ái dục cái ái dục nó trói buộc mình mình mới khổ chứ nếu như cái ái dục á mà không trói buộc mình là mình không còn khổ nữa đó cái ái dục là cái gì là cũng như là cái sự ham muốn của mình nha các bạn ham muốn mà gọi là mọi sự sung sướng trên cõi đời nó cái ái dục này nó rất là lớn rất là rộng mà không có thể nào mà coi như là mình đông đo nó được luôn á các bạn tại vì một khi người cái lòng người đã ham muốn rồi thì coi như người ta muốn coi như là muốn đủ hết luôn đó thì cái này á, không phải là tình dục nha các bạn cái ái dục này nó khác cái tình dục hay là ân ái á, gọi là tình ái chỉ có hai người thôi thì cái dục đó chỉ có hai người thôi có thể mình chấm dứt được còn cái ái dục này á, là nó rất khó chấm dứt tại sao vậy tại vì nó là tham dục nó là dục lạc cho nên mình rất là khó chấm dứt cho nên tiết già chia sẻ mà nếu như mình về với phật được thì mình mới hết khổ mà mình muốn về với phật được á là mình phải chấm dứt coi như là cái tham dục tại vì phật không có tham dục nó cái ái dục này á là đoạn trừ có khi cũng như là tới chết luôn mà có người cũng như chưa có hết cái ái dục nữa rồi hết là hết cái gì tới chết nó hết một kiếp trần nhưng mà cái ái dục nó vẫn còn nó chuyển kiếp nó lưng hồi tiếp tục đó các bạn khổ dữ lắm luôn á. Tiết già chia sẻ để các bạn ngẫm nghĩ nè phải cũng như là hiểu cho nó tận gốc thì mình mới diệt trừ nó được. Bởi vì cái ái dục là cái nguồn gốc của mọi sự khổ đau. Nếu mà mình đoạn trừ được cái ái dục là mình hết khổ đau. Nó nó đơn giản vậy thôi. Mà muốn hết khổ đau thì ta chấm dứt ái dục đó các bạn thấy không mà chấm dứt ái dục đâu có dễ đâu nó giờ các bạn mà không cần tiền không cần bạc không cần vợ không cần con nữa đâu có được đúng không nó rồi hả chấm dứt được cái ái dục này là về với phật nó cái ái dục này á là cái gì là cái cạm bẫy mà gọi là nguy hiểm nhất nha các bạn khi chúng ta tội nguyện á thì đem lại cái gì đem lại cái cảm giác mà thỏa mãn cho con người đó là tiết già học và chia sẻ và cũng như dạch trần rõ cái ái dục trên trần gian để mình hiểu mình mới thoát ra được vì thế nên cái lòng ái dục của con người á, lúc nào nó cũng tăng lên ví dụ như nó đơn giản lắm mình có 1 triệu các bạn có muốn hai triệu hồn dĩ nhiên rồi hai triệu cái các bạn muốn 3 triệu rồi không có người nào mà có một triệu mà dừng lại được hết đó các bạn nếu mà mình có một triệu mình dừng lại coi như mình đã dừng trong một cái phần của ái dục rồi chỉ một phần thôi nha các bạn cái ái dục nó rất là nhiều nó rất là trù tượng luôn nó rất là khó dừng luôn cho nên hả nếu mà hả còn mà nói về mà tu tại gia nè các bạn rồi mình phải biết học coi như cái cách mà gọi là bớt ái dục lại đó là tiết già chia sẻ cái cách này nè mình chỉ bớt giảm thiểu lại à, chứ mình không có thể nào mà diệt trừ ái dục được nếu mình diệt trừ ái dục được là coi như là mình về với phật rồi là mình đâu có còn khổ đau nữa nó quá dễ đúng không mà mình diệt không được cho nên nó mới khó bây giờ mình bớt lại đi các bạn mình đoạn tiệc thì không ai làm nổi thì bây giờ coi như là mình không có cũng như là không có còn mà dục vọng nữa đi mình bớt lại đi đúng không vì quá ham dục vọng nên mình rất là tham nếu mà mình bớt cái dục vọng lại là mình không có còn tham nữa nó các bạn thấy không cho nên nhiều khi nó có những cái như vậy nè mình giống như là mình có con có chồng có vợ gì hết trong một cái gia đình mình nè nó anh em của mình luôn nè, dòng họ bà con anh em nói chung hết thì tất cả những này á là coi như là mình đôi khi mình quá thương đi mình quá thương mình nhịn cũng như là cái ăn, cái ngủ, cái mặt của mình nè Mình thương em mình, mình thương chồng mình, mình thương con mình Nó mình thương vợ mình, mình thương hết Ai mình cũng thương, mình thương nhiều Càng thương chừng nào cái ái dục trong lòng của mình Nó càng trỗi dậy thêm nữa Tại vì mình thương người đó là mình muốn cho người đó đổ đạt cao Mình muốn cho người đó thành đạt Chứ nếu như mà mình cũng như mình đổ tiền, đổ công sức ra, mình nuôi con, nuôi em, mình ăn học. Mà con mình, em mình hay là gia đình mình mà kiểu như ăn học không tới nơi tới chốn Rồi các bạn giận không? Rất là giận đúng không? Rồi đó là cái ái dục của mình nè Mình muốn cho con mình, em mình đậu đạt cao Cái dục vọng của mình nó quá cao đi cho nên mình mới khổ Chứ nếu như giờ mình À, đến cái mặt trần gian này coi như là cái trách nhiệm của mình từ cái nghiệp ái mà hả mình đến đây nó cũng như gọi là nghiệp lực đó các bạn đến đây thì coi như là mình cái trách nhiệm của mình mình tạo ra thì bây giờ mình phải nuôi mình phải lo lắng mình bỏ ra lo lắng rồi xong rồi thôi mình chấm dứt Tức là mình dần dần mà đi ra cái con đường ái dục đó các bạn Tức là giờ mình nuôi con mình không than nữa nha các bạn Nuôi chồng, nuôi con, nuôi vợ gì đó các bạn không có than nữa nó để thôi nhiều khi mình nhường cho họ xong rồi Cũng như là sau này đó rồi họ không có lo cho mình Đúng không các bạn? Có nhất là những đứa con hiện tại bây giờ nè Các bạn biết không? Nhiều bạn ta nói đổ hết công sức cho con luôn đổ hết công sức cho chồng cho vợ luôn mà cuối cùng rồi nhiều khi cuối đời đó các bạn biết không mà coi như họ bỏ ta đi đúng không rồi cái tết này á họ không thèm ngó đến ta nữa cho nên ta mới khổ chứ nếu như á, mà mình chấm dứt được cái ái dục này tức là mình không còn nghĩ đến nữa thì coi như là có bỏ đi hay là có ở cũng bình thường đó là tiết già chia sẻ cho những bạn nào mà còn ở tại gia còn gia đình con cái tại vì tiết già cũng như là con cái lớn hết rồi mỗi đứa có riêng tư hết rồi nha các bạn rồi tiết già cũng không có chồng luôn ly dị luôn rồi cho nên tiết già nó dễ hơn chút xíu nó cũng như là hả bỏ mình đi rồi làm cho mình đau khổ nè rồi hả cái lúc đau khổ đó có phải là các bạn đến để cầu cứu Phật không? Dĩ nhiên rồi, mình nói sao mà buồn quá Tết năm nay A, B, C nó không có về. Trong khi ngày xưa đó tôi đưa cho nó mấy trăm triệu để đi du học, học hành gì đó mà giờ nó bỏ tôi đi luôn. Hoặc là nó thành đạt xong cái nó đi cưới vợ, cái nó lo cho vợ, nó nó không lo cho mình đó. Hoặc là hả con gái cũng vậy, nó lấy chồng xong cái nó bỏ mình luôn cả đều coi như là bỏ ta đi mà trong khi ta đổ quá cái công sức nhiều quá rồi cho nên ta rất là giận đúng không các bạn? Thì bây giờ mình giảm cái ái dục mình lại, mình không có giận nữa là coi như dần dần mình sẽ bước ra khỏi cái ái dục thì coi như là mọi sự khổ đau sẽ dừng lại đó các bạn. Bây giờ tí già chia sẻ nè bây giờ mình không có cầu cứu phật nữa đi chùa các bạn đi chùa bình thường các bạn lại phật bình thường dân bông dân hoa quả gì cũng như bình thường các bạn đi đúng không nhưng mà các bạn không có cầu cứu phật nữa mà mình phải về với phật tức là mình đi theo phật luôn đó phật làm sao mình cứ làm y chang vậy đi mình làm được một bước nào mình cứ làm cũng như mình học theo phật mà mình học từng bước dĩ nhiên là mình không thể nào mà mình học hết một lần được nó thì bây giờ mình học từng bước nha các bạn coi như mình làm như vậy á là giờ mình không có uh, theo ai hết nè uh, tại vì hiện tại giờ các bạn biết không pháp môn thì rất là nhiều pháp môn đạo thì cũng rất là nhiều đạo rồi tu thì không biết tu đường nào đúng không các bạn bây giờ cứ mình cứ theo phật mình về với phật mình làm y như phật nhưng mà phải từng bước mới được rồi mà nếu như theo phật thì phải cũng như là từng bước từng giờ cũng như là như vậy thì mình bỏ nhà bỏ vợ bỏ con đi theo đức phật rồi thì ai nuôi con mình nhất là những bạn mà còn con nhỏ đi ha đó như tiết già thì coi như con lớn rồi không sao hoặc là những bạn nào con lớn hết rồi đó các bạn thấy nó khó chưa nó rất là khó cho nó lòng vòng lòng vòng cái sự khổ đau này nó lần quần lần quần hoài mà mình khi mình học phật rồi mình học đạo rồi là dứt khoát mình phải giải quyết mình phải hả cho nó rút ra cũng như là rút ráo không còn khổ đau nữa bây giờ con của mình á là do mình tạo ra mà mình phải biết là mình tạo ra từ đâu nó từ cái nghiệp ái mà mình tạo ra rồi bây giờ mình à, ái dục tức là mình muốn con mình sau này thành giám đốc thành tỷ phú à, thành đạt gì đó rồi các bạn biết không rồi hả mình chờ hoài mà coi như là hả không có thấy con mình mà đổ đạt thì cũng như là cái dục tâm này á là mình phải đoạn được vì lúc này cũng như là con mình nó đã lớn rồi mình không có mong cầu nữa các bạn thấy đúng không cái lúc nhỏ đó thì các bạn nuôi dưỡng con các bạn thì ai cũng hả giống như là mong cầu cho con sau này hết thì bây giờ mình đã học đạo rồi mình hiểu rồi thì mình vẫn nuôi trẻ bình thường mà giờ trẻ là lớn lên lập gia đình gì đó là mình không còn mong cầu nữa nó hoặc là đứa con của mình trưởng thành bây giờ có đậu đại học cũng được mà không đậu cũng được mình không mong cầu nữa là mình mới đoạn trừ diệt trừ cái ái dục này cái tham dục này thì dần dần mình mới chấm dứt được cái sự khổ đau đó các bạn tại vì trên thế gian này á là đa số các bạn biết không người mẹ người cha nào khi sanh con ra thì tới già đó thì hả cũng muốn được cũng như là con nuôi lại đúng không Bây giờ coi như là mình không có cầu mong con nuôi lại nuôi mình cũng được không nuôi mình cũng được nó mình đoạn được cái tham dục này là tại vì mình không chịu đoạn cái tham dục này tức là mình phải tranh chấp hơn thua kể lễ cực khổ nếu mình không đoạn được còn nếu mình đoạn được cái tham dục này là mình không hơn thua nữa bây giờ nó về nó cho mình cái bánh cũng được nữa à, hoặc là nó về nó xách tay không về cũng được nó chào mẹ chào bố tiếng cũng được nữa À giờ nó đi nhật đi tây về nó có làm mà cho mình hả à, cũng như là hả tiền nhiều hay tiền ít gì cũng được hết thì như vậy mới dần dần mới ra khỏi ra khỏi cái tham dục này mới ra khỏi cái sự mà ái dục trên trần gian này nó trói buộc mình thì cái sự khổ đau mình mới chấm dứt đó các bạn khi học đạo nó rất là khó các bạn ơi còn nếu như mà mình không học đạo mà mình bình thường á thì cái này là tiếc giặc không nói nha ai cũng mong muốn con con mình phải làm thật nhiều tiền để nuôi cha nuôi mẹ đúng không để sau này phải lập thành gia thất gì đó rồi hả mình mong muốn mong cầu quá cao các bạn thấy không muốn cho con mình có vợ có chồng rồi muốn nuôi mình nữa như vậy rồi đứa con nó nó cũng khổ nữa rồi làm sao hả nhiều khi nó vừa nuôi vợ nuôi con nuôi chồng nó rồi nó nuôi luôn mình nữa các bạn thấy nó khổ không thì bây giờ mình ráng cố gắng mà mình tu tập nè để mình có được cái phước sống để mình mới đoạn trừ được dần dần nữa các bạn Tiết già chia sẻ để cũng như tết nay các bạn hiểu được các bạn không có còn buồn còn khóc nữa, nhất là những bạn mà giống như uh, tiếng đời gọi là bất hạnh đó các bạn. Thì ai trong chúng ta cũng vướng vô cái chữ bất hạnh hết, tiếc già cũng từng bất hạnh vậy các bạn. Cũng như thế mình mới ly dị chồng chứ nếu mình uh, coi như là mình có hạnh phúc làm sao mình ly dị chồng đúng không? Thì bây giờ nè mình không có hơn thua uh, với chồng con nữa, chồng con hay là vợ con mình nè, mình không có hơn thua nữa bây giờ chồng có thương cũng được vợ có thương mình cũng được con có thương mình cũng được để cái sự mà gọi là luyến ái đó không còn khởi trong tâm của mình nữa đó bây giờ mình không còn khởi trong tâm mình nữa thương cũng được không thương cũng được đó các bạn thấy không thì bây giờ á hả khởi từ cái luyến ái sanh ra chứa trang mà hãy sợ trang hòa lo âu mến thương luyến ái lìa mau chẳng còn lo sợ u sầu tiêu tan nếu như mà cái luyến ái này á mà nó lìa mau tức là mình lìa mau đi mình không còn luyến ái nữa giống như mình không còn thương một anh nào nữa đi hen thì các bạn coi như là hả không có còn lo nữa kệ anh đi anh đi đâu kệ ảnh đúng không các bạn tại các bạn thương người ta các bạn cứ sợ người ta cũng như là không biết ổng sai ổng xỉn rồi ổng đi có bị tai nạn giao thông không rồi ổng hả như thế này thế kia rồi cứ lo lắng hoài các bạn nằm đêm các bạn ngủ cũng không được thì bây giờ á coi như là mến thương liếng ái lìa mau lìa nhanh liền để chẳng còn mà lo sợ u sầu mới tiêu tan tại vì mình mến thương liếng ái nên mình mới lo sợ các bạn nào mà đã cũng như là bước vào đường tu rồi các bạn đừng có quá lo lắng tại vì cái lớp trẻ bây giờ nó giỏi lắm các bạn ơi đủ tuổi trưởng thành là nó giống như nó tự lập tự dựng vợ gã chồng nè rồi cũng như là tự coi như là lo lập nghiệp tất cả những gì tự hết các bạn có thấy không như vậy là cái lớp trẻ nó quá giỏi rồi mà tại vì người lớn của chúng ta cũng như lo lắng quá cho nên mới khổ thì bây giờ mình không cần phải lo nữa cũng như là lo của mình là lo về cái con đường về với phật đó các bạn thấy chưa cái con đường về với phật của mình còn bao xa nữa tại vì nó xa lắm các bạn ơi cái con đường mà hạ về đâu chứ về với phật nó rất là xa luôn hết một kiếp người rồi chưa về với phật được các bạn thấy không còn xa lắm Đức Phật nói nếu mà người dứt được sai đắm trong tình cảm thì sẽ không bị ràng buộc và khỏi lo phiền đó nếu mà mình dứt được cái sai đắm trong tình cảm là coi như mình không còn cái sự ràng buộc của khổ đau mà lo phiền nữa đúng không các bạn nếu mà ở cõi trần gian bị điều ái dục buộc ràng dây quanh thời bao sầu khổ tăng nhanh như là cỏ dại thỏ tình hứng mưa Đó các bạn thấy không Nếu như đời này Nếu bản thân ta Khi điều ái dục vượt qua chẳng màng Nếu mà hạ bản thân mình Mà vượt qua được cái ái dục Thì coi như mới chấm dứt được Cái sự khổ đau Thì Tết này các bạn không còn khóc nữa Không còn buồn nữa Giống như Tiết già nè Lúc nào cũng cười, cũng vui à, Khi nào mà mình à, buồn mình rơi lệ là tại vì con đường về với phật còn xa quá mình hả mình buồn là mình chậm bước mình chậm tiến đúng không các bạn mình học phật trễ thì mình rất là buồn tiết già chia sẻ để các bạn cũng như là hả tết nay là các bạn vui vẻ lên nha các bạn tại vì năm 2024 sắp tới này á là nó khổ dữ lắm các bạn ơi video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo